trà này là trà gì mà thơm quá vậy thầy? Ăn những thức ăn có chất béo rất là nhiều, nhưng mà không biết tại sao họ lại có thân hình rất là đẹp. Trà để càng lâu á thì giá trị càng cao. Pha trà cũng như đánh cờ, bởi vì nó thể hiện tâm tính người uống trà. Dạ con chào thầy. Thầy chào em. Thầy đợi lâu không thầy? Cũng không có lâu lắm. Đây mời em chén trà. Dạ. Em dùng thử lô trà này. Dạ, cảm ơn thầy. Chị Phan Mai Chi, giảng viên trường đại học FPT, đồng thời cũng là một kỳ thủ cờ vây. Bên cạnh đó, chị cũng rất yêu thích phong thủy và xem phong thủy như một chất xúc tác cho các cách dụng nước cờ. Ngày hôm nay, chị Mai Chi cùng Master Kỳ có một buổi hẹn để trao đổi thêm về phong thủy, thưởng thức trà đạo và giao hữu cờ vây. Ủa, trà này là trà gì mà thơm quá vậy thầy? Đây là trà phổ nhĩ sống em. Ủa thầy, vậy cũng có một loại trà khác tên là phổ nhĩ chết đó thầy? Không phải. Có hai loại trà là phổ nhĩ chính và phổ nhĩ sống. Phổ nhĩ chính là lên men hoàn toàn 100%, còn phổ nhĩ sống là để lên men một cách tự nhiên. Họ đóng thành từng bánh. Và đặc biệt vùng trà này là ở vùng Vân Nam. Người phụ nữ ở đây á, dáng họ rất là chuẩn, bởi mà đặc biệt là thầy thấy rằng họ ăn những thức ăn có chất béo rất là nhiều, nhưng không biết tại sao họ lại có thân hình rất là đẹp. Thì phát hiện ra một điều rằng họ uống trà phổ nhĩ rất là nhiều, sáng cũng uống, chiều cũng uống, tối cũng uống, như một thức uống hàng ngày trong đời sống của họ. Em uống trà làm thấy dễ chịu không? Đúng là có thầy. Tại vì chúng ta đang uống vào buổi trưa mà trà này thuộc khí thủy. Khí thủy mà buổi trưa là hỏa rất là vượng. Chúng ta yếu, trong cơ thể chúng ta không thoải mái, ta uống trà này làm chúng ta dịu, chúng ta rất là dễ chịu. Và khi chúng ta dễ chịu, chúng ta cảm thấy rằng sao mọi việc nó rất là uyển chuyển. Khí thủy nó tượng trưng cho sự uyển chuyển, nó đi vào thận và vào tai. Và buổi trưa này khi chúng ta hoạt động bên ngoài, chúng ta đi rất là nhiều. Chúng ta đi á, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng hỏa nó sẽ vượng lên, và chúng ta uống loại trà này vào chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu. Pha trà cũng như đánh cờ, bởi vì nó thể hiện tâm tính người uống trà. Khi nhanh, khi chậm, khi tiến, khi lùi. Và em biết không, cái trà chúng ta là uống, người ta gọi là trà phổ nhĩ sống. Và đặc biệt rằng người Vân Nam người ta dùng cái trà này làm của hồi môn cho con gái. Khi đủ tuổi trưởng thành, lập gia đình thì cái trà được tặng cho nhà trai. Nó đặc biệt như vậy. Trà được đánh thành từng bánh, có những bánh vuông nhỏ hoặc là những bánh tròn. Thì giống như là sao trời tròn đất vuông, sự hòa nguyện với nhau. Mời em. Của trời tròn đất vuông thì con cờ của bàn cờ vây cũng hình tròn, và với bàn cờ vây thì lại là hình vuông. Thì em nghĩ là chắc là nó cũng sẽ có được những cái sự tinh túy mà giống như thầy nói, như trong trà vậy. Thì với trong một bàn cờ vây á thầy, thì thầy có thể thấy đó là có rất cái điểm sao ở xung quanh, được gọi là các điểm sao ở vùng biên, và có một điểm ở giữa được sẽ xem như là trung tâm ở của các điểm sao đó, thì sẽ gọi là thiên nguyên. Thì với thiên nguyên thì em được hiểu đó là nó mang ý nghĩa của thái cực ở trong âm dương ngũ hành. Còn một điểm nữa thầy thấy được ở đây khi thỉnh cờ với em, có nghĩa là hình vuông này tượng trưng cho đất và những quân cờ như con người, tượng trưng sự sống. Trời tròn đất vuông thì ở đây là sự bao vây, đúng không ạ? Con người nằm ở trong thì mới tạo sự sống, bởi vì nó sẽ thành quẻ địa thiên thái.
âm bộc dương tượng trời đất, âm dương hòa xuống chi tượng, ta đánh cờ ta hiểu được lòng người. Anh mang cái bánh này đi. Bánh ngon mà dùng trà cũng ngon, cũng rất là phù hợp với cái vị luôn á thầy. Thực ra không gian này uống trà rất là thú vị. Bởi vì không những ta uống trà không mà chúng ta còn thưởng ngoạn không gian xung quanh. Đúng rồi, ăn bánh là uống trà thì đúng là một cái thú vui và thưởng thức rất là tao nhã luôn thầy. Cái phổ nhĩ này được việc là trà để càng lâu á thì giá trị càng cao, nó giống như là rượu vang của nước ngoài vậy đó. Ví dụ như bánh phổ nhĩ này cũng là khoảng chừng 8 năm, nên khi chúng ta uống thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng nó sẽ ngon, nó thanh tao hơn những loại trà khác. Thật ra mình ngồi đây mình sẽ cảm thấy rằng không gian mình cảm thấy rất là chích thiền, nó nằm trong đây chúng ta cảm thấy dễ chịu. Chúng ta hít thật là sâu để chúng ta cảm nhận được bầu không khí này. Hình như là tới được em đi không? Đúng rồi, tới em đi. Cái này gọi là bao dây em rồi đúng không? Đúng không? Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi Hương Thức Trà, Phổ Nhĩ và Đấu Trí Cờ Vây cùng khách mời là chị Mai Chi. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh Master Kỳ Khoa Học Phong Thủy và đón xem những tập kế tiếp hé lộ nhiều khách mời đặc biệt cũng như nhiều sự thú vị trong nghệ thuật thưởng trà.